cho nên là rồi cũng có thể là cái học sinh trung học cơ sở thì các em cũng rất là dễ tổn thương, khi thì em thấy nó rất là dễ nổi loạn hay là nổi nóng. Cái nhóm mà nhút nhát đó thì em thấy là khi mình đưa lên cái hoạt động đó thì mình cần phải hướng dẫn kỹ hơn, thì em nó có một cái định hướng tốt để mà làm nó khác với cái nhóm kia. Dạ, còn của em thì nói thêm có hai ý kiến là thứ nhất là hồi nãy thì thầy cô có chia sẻ là nó thích chơi nhiều bạn chơi theo nhau sợ bị bạn trai ấy, thì một phần đó là do xuất phát từ trong nội bộ đó, là thường là bạn gái thì hay soi mói hay nhiều chuyện thì dẫn đến cái tình trạng này nhóm này nó xấu nhóm kia nên là cô làm nhau, còn con trai tuổi này thì dễ nổi nóng dễ bốc đồng hay nó hay nóng trong người, còn nhưng mà bên cạnh đó nó có một cái điểm tốt đó là cái lứa tuổi này thì nó còn trẻ con cho nên là nhiều khi mình nó không có để bụng, nên là em thấy là qua cái nét quen thì nếu mà nói thì học sinh nó dễ bỏ qua cho nhau, nó thích chia sẻ, nó thích kể chuyện này kể chuyện kia, thì như vậy mặt tốt đó là mình có thể là không quan sát hết lớp nhưng mà học sinh vẫn về báo lại cái chuyện này chuyện kia, thậm chí những cái chuyện nhỏ nhặt mà thầy cô không quan sát được. Một mặt khác đó thì ví dụ như trong lớp có những chuyện gì đó mà mình không kiểm soát được thì học sinh hay về nói với phụ huynh hoặc là kể nhau nghe mà nó biến dạng đi, thành ra là nhóm này lại xấu nhóm kia. Xin cảm ơn các thầy cô. Bạn có nghĩ chúng tôi tham gia không ạ? Quan sát. Dạ thì em với cô ấy cũng có thảo luận đó là các bạn kết luận thì học sinh ở cái độ tuổi này cái mức độ tập trung và cái sự hứng thú của những bé dành cho một cái gì nó rất là ngắn, và thường khi mà có một cái hoạt động gì ở trong lớp nếu như mà có những bạn học sinh sôi nổi thì tham gia rất là tích cực đầu giờ nhưng mà nó cũng không thấy dài được bao lâu và rất dễ sao nhãng, và chính vì đó mà đôi lúc khi mà sao nhãng có những bé thì sẽ ngồi gật gù tập qua tập lại, còn có bé thì là sẽ bắt đầu tụ vào nói chuyện với nhau, và cái đó cũng là một cái điều rất ảnh hưởng đến cái việc học tập của bé nữa. À, xin cảm ơn sự chia sẻ. Vậy chúng ta thấy một bức tranh gần như là toàn cảnh của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, và cái lứa tuổi này thì theo đánh giá của các nhà tâm lý học và tâm lý học thì là một lứa tuổi rất là khó khó đối phụ huynh và khó đối với nhà giáo dục. Trẻ đứng ở ngã ba đường và nó đi lên theo hướng tích cực hay là nó nghiêng về cái hướng tiêu cực thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào giáo viên và phụ huynh. Thì trước hết tôi cũng xin trình bày một số